Tiếp theo chương trình văn nghệ chào mừng, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lắng nghe ca khúc Neo Đậu Bến Quê có phần thể hiện của cô Kim Ngân đến từ thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Tuổi thơ.